Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi Exit 8 nha. Luật chơi của trò này cũng vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những căn phòng vòng lặp vô tận. Và những căn phòng này giống y hệt như nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhớ thật kỹ xung quanh căn phòng này có những gì, và sau đó đi đến phòng tiếp theo. Và nếu căn phòng tiếp theo mà chúng ta tới mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì thay đổi, thì chúng ta sẽ đi tiếp. Còn nếu như chúng ta phát hiện trong căn phòng có một hiện tượng lạ nào đó, hoặc một vật gì đó bị thay đổi, thì chúng ta sẽ phải quay ngược trở lại. Và cứ như vậy, nếu như chúng ta đi đúng được 8 căn phòng thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi vòng lặp thời gian này. Còn nếu như chúng ta đi sai thì chúng ta sẽ phải chơi lại từ đầu. Game cũng dễ, game trẻ con, chơi thôi. Ok, nói chung là từ đó giờ tôi chơi mấy game giải mã thì thường là tôi chơi rất là dở. Cho nên là bây giờ tôi tuyên bố luôn, nếu như mà tôi không phá đảo được cái game này á thì thôi. Kinh nghiệm là không nên gáy sớm, mấy ông hiểu không? Gáy sớm là ăn gì biết rồi đấy. Thì cái luật chơi của nó cũng đơn giản thôi. Đó, đầu tiên thì chúng ta cứ vào đây, chúng ta quan sát coi là xung quanh cái phòng này nó có những cái gì. Ví dụ như ở đây nó có cái bảng no smoking này. Đấy, bên này thì có mấy cái bảng quảng cáo làm răng này, dọn dẹp này, bed này, cái kiểu này. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán ly cà phê. À, nhìn luôn, nhìn hình như là phải quan sát luôn cả ông này này. Đấy, để xem coi. Ông này ông cầm theo một cái vali và một cái điện thoại trên tay. Ok. Làm răng này, dịch vụ dọn dẹp này, thú cưng này, cái này là gì không biết, tiếng Nhật không biết, lông mày có hoa này, em DJ siêu sinh này, ấy, và cái bảng có hai con mắt, ok, rồi nhớ, đi tiếp, ở đằng sau này sẽ có thêm một cái bảng nữa là no smoking nữa, ok, rồi nhớ, đây qua phòng số 1 vậy này, đi tiếp, phòng tiếp theo này để coi, no smoking, ok, ê, tôi nhìn cái điếu thuốc này, tôi nhìn quen mấy ông ạ, mấy ông biết cái điếu thuốc này nhìn giống gì không? Hình như là nó đấy. Ok, bên này là bảng làm răng này. Ok, anh đẹp trai nãy này, cầm vali, cầm điện thoại, vẫn y như cũ. C3, đây rồi. Đây chính là một cái chi tiết đầu tiên bị sai này. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi ngược lại. Hồi nãy là mình đi cổng số 1 rồi đúng không? Bây giờ đi ngược lại sẽ là cổng số 2 này. Đây, ok. No smoking, ok, vẫn như vậy. Ok, mọi thứ vẫn y như cũ. Ok, anh đẹp trai thì sao đây? Vẫn cầm điện thoại, vẫn cầm cái vali. Ok, hình như là không có gì đó khác biệt hết nha. Ok, vậy thì đi tiếp thôi. Để qua phòng tiếp theo, phòng số 3 đúng không? Đây, phòng số 3. Ok, đúng. Đi tiếp. Hình như là tôi nhớ là cái trò này nó có 8 màn thì phải, mình qua được 3 màn này. No smoking này, ok, làm răng này. Ok, ở chỗ này là có 3 cái cửa. Ok, anh đẹp trai vẫn cầm cái vali và cái điện thoại đi ngang qua. Ok, để coi cái bảng này sao đây. Exit 8 vẫn y như cũ. Ơ nhưng mà khoan, ở trên mấy cái bảng quảng cáo này nó có mấy cái chữ như thế này nè. Thì liệu rằng nó có đổi mấy cái chữ này không ta? Ừ nha. Hay là chỉ đổi hình thôi nha. Nếu như mà nó đổi luôn cả mấy cái chữ này thì tôi thua, là không phải do tôi ngu nhá. Ừ, mà do nó khó quá thôi. Ok, đi tiếp, hình như là không có gì sai. À đúng, phòng số 4. Ngon. Phòng tiếp theo này, no smoking này. Ok, làm răng này, dọn dẹp này. Phòng S8 nè, vẫn như vậy, vẫn như cũ. Ok, anh chàng đẹp trai của chúng ta. Ê, Có gì đây? Có gì ở đây đây? Ủa, cái này là hình vẽ hay là người thật vậy? Gì đây? Đầu tim thế à? Con nó đuổi được à? No smoking này. Cửa vẫn đầy đủ này. Anh chàng đẹp trai đi ngang qua vẫn cầm điện thoại này, vali này. Hình như là tôi thấy là cái phòng này mọi thứ nó vẫn bình thường này. À không, đây, cái cửa là cái năm cửa nó phải nằm ở bên trái đúng không? Mà cái cửa này nó lại nằm ở giữa này. Vậy là sai rồi, đi ngược lại. À. Thấy cổng số 6 rồi này, hợp lý. Ok, cổng tiếp theo. No smoking này. Bảng làm răng, bạn hiểu cái kiểu này, mấy cái bảng này nó vẫn như cũ, vẫn không có gì hết. Exit 8 này, ok. Anh chàng đẹp trai này. Ủa, có gì khác biệt không ta? Chẳng lẽ là đi đến màn 6 rồi mà nó vẫn không có gì khác biệt à? Ok, đi tiếp thôi. Vậy là giờ là qua bên phòng số 7 này. Số 7 nha. Đấy, số 7, hợp lý. Ôi, tính ra tôi phá đảo game này sớm đấy nha. Tôi phá đảo game này nhanh đấy. Ok, phòng tiếp theo. No smoking này, ok. S8 này, những cái bảng quảng cáo vẫn y như cũ này. Từ từ phải kiểm tra kỹ lại. Y như cũ không? Y như cũ này. Anh chị đẹp trai này. Ok, vẫn cầm vali, vẫn cầm điện thoại này. Mấy cửa xung quanh này vẫn y như cũ này. Hay là nó lừa ta? Trời ơi, đi đến màn 7 rồi mà vẫn chưa có gì đã thay đổi à. Ok, vậy thì đi tiếp. Vậy chắc là qua màn 8 rồi đấy. Hợp lý luôn. Phá đảo. Màn 8 mà chắc là nó phải có gì nè. Ok. No smoking này. Đây là
mấy bức tranh vẫn bình thường như cũ này. S8 này, anh chàng đẹp trai này, vẫn cầm điện thoại, vẫn cầm vali này. Từ từ để tôi kiểm tra lại coi mấy cái biển này, nhiều khi nó sẽ thay đổi một cái gì đó trên mấy cái biển này. Để kiểm tra lại. Đấy, vẫn bình thường, vẫn bình thường, ok. Ê khoan, từ. Hình như có. Hình như là mấy cái biển quảng cáo nó bự hơn bình thường đúng không? Đúng không? Phải không nha? Cái game này rối não đấy, từ từ. Hình như đúng. Hình như là tôi nhớ là cái bản quảng cáo nó phải bé thôi, còn bản quảng cáo này hình như là nó hơi to thì phải. Lừa. Đi ngược lại. Đấy, đi ngược lại. Đấy, đúng thật luôn này. Mấy các bạn quảng cáo bên kia là nó hơi to này. Mọi thứ vẫn ok, anh chàng đẹp trai vẫn ok. Ủa hay là nó lừa ta? Từ từ, tại sao từ nãy giờ tôi để ý ra là tôi đi qua rất nhiều phòng rồi, cái phòng cuối cùng nó cũng không có gì thay đổi hết. Vậy là rốt cuộc là phá đảo rồi à? Ok, đi qua luôn đi. Hình như nó không có gì thay đổi thật. Ok, 10 phút. Tôi chơi trò này đúng 10 phút, tôi phá đảo luôn ạ. Ở phải trường. Ok, đi luôn. Ok, là win luôn rồi á. 10 phút. Chỉ 10 phút chơi game này là win luôn rồi á. Ây da, tự nhiên thắng sớm quá. Chi ta giờ tự nhiên thấy không có content này. Hay là giả vờ chơi thua đi. Ok, nói chung là tôi đã phá đảo được game này chỉ trong vòng 10 phút chơi. Nhưng mà thôi tôi nghĩ lại rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi thử thêm một lần nữa để xem coi nó có gì đặc biệt hơn không. Có thể là mấy cái thử thách của tôi nó còn hơi dễ. Ừ. Ok, để thử nha. Vẫn như cũ này, làm răng này. Rồi, hình như là vẫn ok. Đi. Ủa? Sao vẫn là phòng số 0? Ủa giờ là nãy sai à? Sai. Đấy, nó phải như thế nó mới khó. Ok, no smoking này. Sàn nhà không có gì đặc biệt này. Anh chàng đẹp trai vẫn như vậy này. Vẫn đẹp trai như thường này. À, không có gì đặc biệt hết. Đi tiếp. Đấy, phòng số 1. Ui, có khi nào lại phá đảo game này thêm lần nữa không nhờ? Đây, phòng tiếp theo. No smoking. Mọi thứ vẫn ổn, anh chàng đẹp trai. Ê. Cái gì đây? Ui, nhìn kinh thế. Chị nào ấy? Đi ngược lại. Có đuổi mình không nha? Chắc là không. Đi ngược lại. Ui, sợ thế. No smoking này, vẫn y như cũ này. Làm răng này, đấy, dọn dẹp này, đấy. Mọi thứ vẫn y như cũ này, đấy. Anh chàng đẹp trai này. Ui, cái gì đây? Gì đây? Hiện tượng siêu nhiên à? Đi ngược lại. Ê, tính ra mấy cái khác biệt này nó dễ đó nha. Tôi tưởng là nó phải khó lắm chứ. Hóa cũng dễ mà. Đây, phòng số 3 này. Ok, no smoking này. Làm răng, làm đồ, phục vụ cái kiểu đầy đủ hết này. S8 này. Ủa? Nó vẫn y như cũ. Gì kỳ vậy? Ok, sao lại quay phòng số 0 rồi nhờ? Từ, vậy chắc là sai chỗ nào rồi. Lại nha. Đây, no smoking này, vẫn y như cũ này. Ê, mất cái cửa. Đây, quay ngược lại. Ok, phòng số 1. Chỗ này thì là no smoking này, vẫn y như cũ này. Làm răng này, đấy, dọn dẹp này. Ui, tiếng gì đây? Ui, cái tiếng gì đây? Ui, cái tiếng gì đây? Ủa, phòng gì đây? Ê, đừng nói con gì nhào ra nha bà. Tối thế. Có nên vào không nhờ? Hay là vào nó có gì nhờ? Từ từ tò mò phết, từ từ để vô thử xem coi liệu chuyện gì xảy ra. Ui, đừng con gì nhào ra nha. Ủa, chơi lại từ đầu luôn. Ơ kìa. Vậy là mình bắt buộc phải quay trở lại chứ không nên vào trong đó. Ok, no smoking này vẫn y như cũ này. Anh chàng đẹp trai này, đấy, mọi thứ vẫn y như cũ này. Rồi, đi tiếp. Ủa, vẫn phòng số 0. Vậy là hồi nãy có gì đó tôi không để ý rồi. Răng này, phục vụ này, cái kiểu này. Ok. Ui, cái gì đây? Ui, cao thế. Ê, hình như hồi nãy là ông đâu cao vậy đâu đúng không? À, sai rồi. Xời, cái này là anh là uống sữa gì gấp đôi canxi đó giờ. Thấy hơi to đấy. Ok, đi. Đây, phòng số 1. Hợp lý luôn. Đây, ba ông coi tôi chuẩn bị phá đảo lần thứ hai này nha. No smoking này. Ok, anh chàng đẹp trai vẫn vậy nè. Ơ, khoan, từ từ. Cái gì đây? Sao cười tươi đấy? Ê, sao cười tươi đấy? Cái này chắc là mới vừa được vợ cho tiền ấy gì này. Nhìn có vẻ vui này. Hay là được sếp tăng lương này. Cười tươi đó nha. Đây là các bạn khi các bạn nhận được điểm thi đấy. À không. Giờ này còn ngồi xem video là chắc là điểm thi không được vui hay đâu. Số 2. Là game cũng dễ. Hình như là mọi thứ vẫn y như cũ. Vẫn không có gì thay đổi cả. Hình như là thế. Hình như là không có gì thay đổi thật. Cửa số 4 đâu này. Nhanh thế. Ê, cái gì đây? Ủa, cái gì đây?
Mặc dù là tôi biết là phải quay ngược lại, tự nhiên lại xuất hiện hai thanh niên này, nhưng mà tôi vẫn tò mò là lại gần hai thanh niên này sẽ có chuyện gì xảy ra không nhờ. Ôi. Ê. Ui, hình như nó quay quá nhìn tôi không ạ. Ok, không thích cho đi, thôi đi về. What the hell man, cái gì vậy? Ui sợ đấy. Ê, cửa số 0 này, ơ, trở lại từ đâu à? What the hell man. Cửa đầu tiên lúc nào cũng sẽ là cửa như bình thường, nên mình cứ đi thẳng thôi. À không, tôi sai rồi, làm lại nha. Ui. Ui, tính ra cái này dễ nha, cái này vô nhìn phát là biết liền nè. Ok, đi ngược lại. Ok, bản hiệu vẫn bình thường này, mọi thứ vẫn ok này. À đây, đây rồi, cái sàn nhà. Cái họa tiết nó đâu giống vậy đúng không? Ok, đi ngược lại, đi ngược lại, đi ngược lại. Ây da, muốn phá đảo lần 2 nhưng có vẻ lần 2 khó hơn này. Ok, cổng số 2 này. Ok, no smoking này vẫn ok này. Exit 8 vẫn ok này. Cửa vẫn ok này, ống thông gió 2 cái này. Ê, đây, 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 đây. Cái này mới bị đánh ghen này, ok. Cái mặt bị lỗi này, quay ngược lại. Hey, cổng số 4. Phá đảo lần 2. No smoking này. Biển quảng cáo. À, đây rồi. Cái biển quảng cáo hình như là cái hình không phải như thế này, đúng không? Quay ngược lại. Phá đảo lần 2 thôi. Đây, cổng số 5. Hợp lý chưa? Mọi thứ vẫn ok. Đấy, thấy không? Cái mặt này sai này. Anh chàng đẹp trai vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn. Khoan từ, tại sao lại ổn vậy được nhờ? Từ nãy giờ tôi chơi tôi thấy rồi là game này hơi bị dễ nha. Ồ khoan, từ, về đây. Hình như là có cái gương mặt ở trên đây đúng không? Mấy ông có nhìn thấy không nhờ? Đây nè, hình như là có một cái gương mặt hoảng hốt hay gì ở trên đây nè. Gương mặt khi thấy điểm thi này, đấy. À, cộng số 6, hợp lý luôn. Được quá. Mọi thứ vẫn ổn này. Tính ra chi nhớ tôi đỉnh cao phết phải không ạ? Kỹ năng quan sát cũng đỉnh nữa. Anh chàng đẹp trai vẫn đi ngang qua này. Em DJ vẫn rất là xinh này. Cái gì đây? Sao cúp điện rồi? Đi ngược lại, Ôi. Tôi tưởng là con gì nó sẽ lao ra chứ. Ôi, sợ đấy. Ok, cộng số 7. Ê, hình như là thanh niên này có vẻ là di chuyển hơi bị nhanh đúng không nhỉ? Ê, hình như đang đi lại gần tôi. Ôi, đúng không? Ờ, đúng, chạy luôn. Đây rồi, màn cuối đây rồi. No smoking này, thoát thêm màn này nữa là coi như là phá đảo rồi đấy. Cổng vẫn ok này, mọi thứ vẫn ok này. Ui, phá đảo nhanh thế nha. Đây, anh đẹp trai vẫn ok này, vẫn ổn này. Em DJ vẫn xinh này. Ok, ê. À, cái con mắt này nó xoay qua xoay lại này. À, đi ngược lại là phá đảo luôn. Đây rồi, màn cuối đây rồi. No smoking này, mọi thứ vẫn ổn này. Mấy cửa vẫn bình thường này. Anh thanh niên này. Ơi, khoan, từ, cái gì đây? Nhìn gì đây? Ok, nhìn gì đây? Bố lại đấm cho một phát bây giờ. Đây là gương mặt khinh bỉ của hàng xóm khi mà biết điểm thi của các bạn đấy. Đi ngược lại là phá đảo game thôi. Đúng không? Hả? Cũng phải chơi thêm lần nữa à? No smoking này, mọi thứ vẫn ổn này. Không có gì thay đổi này. Ây da, màn cuối rồi cho nên tôi phải kiểm tra thật là kỹ nha. Đây, cửa này, ba cái cửa vẫn bình thường, vẫn đầy đủ nắm này. Vẫn có hai cái ống thông gió này. Cái biển hiệu này vẫn bình thường này. Mấy bức tranh cũng bình thường này. Anh chàng đẹp trai nãy đi ngang qua cũng bình thường này. Vậy là phá đảo rồi. Ôi trời, ôi trời ơi. Được quá nha, cổng số 8 này. Ôi trời ơi. Ok, nói chung là phá đảo rồi anh em ơi. Hợp lý. Nói chung là game cũng dễ. Game trẻ con nha. Ok, còn mấy ông chơi cái game này thì mấy ông mất khoảng bao nhiêu thời gian để có thể vượt qua được thì nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Chứ tôi thì 10 phút đầu thôi là đã thắng rồi không ạ. Lần đầu tiên phá đảo game nhanh đến thế. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.